Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Hôm bữa thì Bi có một làm cái video mổ ruột cặp loa AR48D, nhưng mà Bi không đủ thời gian để test nhạc cho quý vị cùng thưởng thức. Thì hôm nay Bi sẽ test một bản nhạc cho đôi loa AR48D cho quý vị cùng thưởng thức và kiểm âm đôi loa này nó có chất ăn như thế nào. Và trước khi test nhạc, Bi cũng nhắc sơ qua về những cái một số chi tiết của cái đôi loa dòng model 48B này. Như vậy nhìn thấy đây là một cặp loa thùng màu cánh gián màu gỗ nha quý vị, rất là đẹp. Bây giờ Bi tháo lưới ra. Cặp loa này thì nó có ba đường tiếng, một loa bass 25 tiền mút đây nha quý vị, một loa mid và một loa jazz. Model nó nằm ở đây. Và hôm bữa Bi tháo ra rồi, Bi cũng muốn giới thiệu quý vị là loa bass và loa mid của dòng 48 model 48B này đều có là được đều cổ từ vuông nha quý vị. Giống như dòng 93 mà Bi đã quay cho quý vị xem. Nói chung là cặp loa này còn rất là đẹp. Và quý vị nhìn thấy ở đây nó có khắc cái dòng chữ nổi Made in USA đó nha quý vị. Mình đang zoom rất là lớn lên. Là cặp loa này nó được sản xuất tại Mỹ luôn nha quý vị. Made in USA. Nó được dán một lớp simili rất là đẹp. Bo góc, Bi nhìn thấy cặp loa này nó rất là thẩm mỹ. Và cái logo nó nằm ở đây. E căng là còn đầy đủ nha quý vị. Đây, e căng bằng nhựa đây quý vị ạ. À, hôm bữa Bi cũng có quay cận cảnh rồi, hai loa còn rất là đẹp, bao riêng tuyệt đối cho quý vị. Và bây giờ Bi đo sơ lại. Nếu như ai muốn xem cái ruột gan và phân tầng của đôi loa này thì hãy kéo xuống, Bi có video rất là cụ thể rồi đấy ạ. Chiều sâu của đôi loa này là 26, chiều rộng 35,5, chiều cao coi. Chiều cao của đôi loa này là 66 nha quý vị. Wow, nói đến dòng AR thì ai cũng biết một hãng rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Nói chung là một trong những ông lớn đối với ngành audio quý vị ạ. À, và bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị hãy cùng thưởng thức một bản nhạc cho đôi loa này. Và mức giá Bi đang bán với đôi AR model 48B là 11 triệu đồng. Nếu ai yêu thích thì hãy liên hệ với Bi sớm. Đợt này thì Bi cũng không có về được đôi loa 93 nào, chứ có thì Bi cũng quay với quý vị cùng xem rồi. Và Bi xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Lần này trần sáng trưng là cánh dù đang bằng tiếc thương vô cùng. Này anh, hãy anh ở lại trong ly. Anh, vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi, cánh chim trùng hơi vang ly. Dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Này anh đi từ tổ ấm. Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh? Đợi anh về, chỉ còn chờ vầng trăng đôi bé thơ tấm khăn xô. Vừa ở lại một mình, chờ linh tên vẫn chưa.
Xin một lần nữa vẫy tay chào mừng.